Cô đang làm gì vậy? Độc. Tôi là Tô Minh Thành. Hôm nay tôi ở đây muốn xin lỗi và nhận tội với người bị hại về những hành vi thô lỗ của mình. Là con trai của nhà họ Tô, cũng là một người thành niên, tôi không chỉ không làm tròn nghĩa vụ hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Tiếp tục đi. Ngược lại còn là một con ký sinh trùng ở trong nhà, chỉ biết ăn bám cha mẹ. Vì thỏa mãn dục vọng của bản thân, không tiếc moi móc tiền mồ hôi của cha mẹ, làm cha mẹ sống cảnh khó khăn, bản thân thì ăn xài phung phí. Là một người anh, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết ăn hiếp em ruột mình, cắt hết con đường sống của em gái, còn không thấy xấu hổ. Chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm anh. Bản thân lúc nào cũng chỉ biết có tự tư tự lợi, lúc nào cũng chỉ biết mắng chửi em gái của mình. Tôi trẻ con, vô tri, ích kỷ, vô sĩ. Tiếp đi. Tiếp đi. Hổ thẹn với sự dạy bảo của cha mẹ. Hổ thẹn với sự dạy bảo của cha mẹ. Hổ thẹn với kỳ vọng của người thân. Không xứng là một đứa con trai, là một người anh. Tôi là một người không chỉ không biết hối cải, ngược lại càng tệ. Được voi đầu tiên đối với người nhà. Này, sai lầm mà tôi phạm phải còn không bằng loài cầm thú. Tôi là bại hoại và là nỗi nhục nhã của gia đình. Hành động của tôi thật sự là không bằng một con thú. Tôi rất hối hận. Đáng lẽ tôi nên bị phán tội với mức án là dưới 3 năm tù. Nhưng tôi cảm ơn Tô Minh Ngọc khoan hồng đại lượng. Cảm ơn em còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cho tôi. Tiếp đi. Không làm đơn kiện, tôi truy cứu nghiêm khắc. Ơn nghĩa của em có lẽ cả đời này tôi cũng không thể bù đắp được, nhưng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn Tô Minh Ngọc đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Ở đây tôi đồng ý xin lỗi em ấy một cách thật trịnh trọng. Sau này nếu như tôi còn có bất cứ hành vi cử chỉ nào không tôn trọng cô Tô Minh Ngọc nữa, thì tôi đồng ý chấp nhận mọi sự trừng phạt. Người viết đơn: Tô Minh Thành. Cô Tô à, như vậy được chưa? Tốt lắm. Thân chủ của tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của anh. Quay lại đoạn clip để làm chứng cứ. Nếu như sau này anh còn có hành động quá khích, chúng tôi có đủ quyền khởi kiện anh lần nữa và công bố đoạn clip này cho mọi người xem. Sao còn chưa ra nữa? À, Lệ Lệ à, đừng có sốt ruột.
Kìa kìa, họ ra rồi. Minh Ngọc, Minh Ngọc à, cảm ơn con nhiều lắm. Minh Ngọc à, cảm ơn con đã khoan hồng. Phải. Minh Ngọc à, con cứ yên tâm. Sau này Minh Thành ra đây á, bác nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Phải rồi, nhà bác có mua một ít đồ dinh dưỡng. Không cần đâu, con cảm ơn chú về gì. Minh Ngọc, Minh Ngọc. Anh đi lấy xe trước đi. Nói sao đi nữa thì chị cũng phải cảm ơn em vì đã đồng ý tha cho Minh Thành. Cảm ơn em. Em đổi ý định không phải vì mọi người khuyên em, mà là vì em không muốn nghe mọi người khuyên nữa. À, Lê Lê à, mau lên. Lê Lê à. Chồng ơi, chồng ơi. Tôi là một người đàn ông, không chỉ không biết hối cải, ngược lại còn càng ngày càng tệ. Được voi đội tiên, được voi đội tiên đối với người nhà. Bây giờ sai lầm mà tôi phạm phải còn không bằng cầm thú. Tôi là bại hoại và là nỗi nhục trong gia đình. Bây giờ sai lầm mà tôi phạm phải còn không bằng loài cầm thú. Tôi là bại hoại và là nỗi nhục trong gia đình. Đối với hành vi còn không bằng cầm thú này, tôi rất hối hận. Đáng lẽ tôi nên bị phán tội với mức án là dưới 3 năm tù. Không có làm đơn kiện tôi, truy cứu nghiêm khắc. Ơn nghĩa của nó có lẽ cả đời này tôi cũng không thể bù đắp được, nhưng tôi sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn Tô Minh Ngọc đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Ở đây tôi đồng ý xin lỗi nó một cách trịnh trọng. Sau này nếu như tôi còn có bất cứ hành vi cử chỉ nào không tôn trọng của Tô Minh Ngọc nữa, thì tôi đồng ý chấp nhận mọi sự trừng phạt. Người viết đơn: Tô Minh Thành. Nếu như tôi còn có bất cứ hành vi cử chỉ nào không tôn trọng của Tô Minh Ngọc nữa, thì tôi đồng ý chấp nhận mọi sự trừng phạt. Người viết đơn: Tô Minh Thành. Người viết đơn: Tô Minh Thành. Tại sao em phải quay đoạn clip này? Hôm nay đã thả người, anh ấy đã xin lỗi em, em cũng đã trút giận được. Hôm nay em làm như vậy còn ác hơn là anh ấy bị phán tội ngồi tù. Anh đang cảm thấy em quá đáng lắm đúng không? Anh còn nói giúp cho anh ấy nữa. Anh không phải cố ý đó. Anh chỉ muốn em được thanh thản, đừng luôn nhốt mình ở trong đó. Em cứ coi đi coi lại đoạn clip này, thì chuyện này mãi mãi ở trong lòng của em. Làm sao em có thể quên được chuyện này chứ? Em hỏi anh, làm sao để em quên được đây? Anh tưởng em làm như vậy thì em sẽ thắng sao? Hồi nhỏ lúc Tô Minh Thành đánh em, lần nào đánh xong cũng xin lỗi, nhưng lần sau vẫn đánh, còn nặng tay hơn và càng hận em hơn. Lúc còn nhỏ thì anh em nào mà không đánh nhau chứ. Lúc học từ cấp 2 lên cấp 3, em muốn mua quyển sách tham khảo các đề thi. Bạn học trong lớp ai cũng có, chị em không có. Bởi vì lần nào em tìm mẹ xin tiền thì mẹ đều nói em có đi học cũng không khá được, có mua cũng lãng phí. Trong khi đó,
Tô Minh Thành muốn đi chơi nên tìm mẹ đòi tiền. Mẹ em lén lút đưa tiền cho anh ấy, anh ấy còn lên mặt với em, cầm tiền đó đi khoe khoang với em. Lúc đó em tức quá nên xé rách tờ tiền. Tô Minh Thành liền điên lên đánh em, đạp em. Ánh mắt đó cả đời em cũng không thể nào quên được. Lúc đó em thật sự sợ lắm, em muốn đánh lại nhưng không có sức, chỉ có thể cào mặt anh ấy thôi. Lúc anh ấy đánh em cũng đúng lúc mẹ em than sở về nhìn thấy, nhưng bà ấy không nói gì. Sau đó còn trách em nữa. Bà ấy nói nó đánh mày là không đúng, nhưng mà mày cũng đánh lại nó, mày còn cào mặt nó. Nghe mấy lời đó em thấy tuyệt vọng lắm. Hôm đó em bỏ nhà ra đi, một mình em chạy ra bờ hồ, ngồi ở đó cả đêm. Lúc đó em đã nghĩ, hay em chết đi cho rồi. Nếu như em chết, không chừng mẹ em sẽ buồn một chút, còn có thể sẽ nhớ tới em. Nhưng cuối cùng em không có đủ dũng cảm để nhảy xuống. Anh có biết không, tối hôm đó cả nhà không một ai đi tìm em. Ở trong mắt họ, em chỉ là một người dư thừa trong nhà, thiếu cũng không sao. Từ đó trở về sau, bề ngoài thì em không sợ Tô Minh Thành, nhưng trong lòng em lúc nào cũng có một nỗi nơm nớp lo sợ. Em biết rõ anh ấy là một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh có nghĩ đây có phải là lần cuối cùng không? Không, chắc chắn không. Anh hỏi em tại sao cứ coi đi coi lại đoạn clip này. Đó là vì em muốn khắc phục sự sợ hãi đối với anh ấy. Bởi vì em rất hối hận vì đã không tống anh ấy vào tù. Cho dù anh ấy chỉ ở trong đó một năm thôi, thì ít nhiều gì em cũng có được một năm sống yên thân ở bên ngoài. Người giết đơn Tô Minh Thành. Tiếp đi. Người giết đơn Tô Minh Thành.